Em xin kính chào quý chị khách hàng nhé. Trước mặt quý chị khách hàng đây là những cái block của block B9 biệt thự Song Lập, dự án Westlake Good and Villa. Và trước mặt quý chị khách hàng đây là nhìn thấy cái hồ điều hòa của sân gốt đang làm rất là đẹp. Sau này cái khu vực giai đoạn 2 này, anh chị đi thẳng đây ra giai đoạn 2 và quẹo kia cũng là giai đoạn 2, thì nó sẽ có những cái khu biệt thự mới, biệt thự Song Lập, biệt thự đơn lập. Chuẩn bị tới đây bắt đầu ép cọc xây dựng nhá. Thì nhà mẫu thì đang ép cọc xong rồi, và tới đây là chuẩn bị khởi công để mà xây dựng nhà mẫu giai đoạn 2 anh chị nhá. Rất là đẹp. Đấy, nhà mẫu giai đoạn 2 rất là đẹp. Và đặc biệt là cái khu vực này thì nó nằm ngay hồ điều hòa, view công viên, view sân gốt luôn, rất là đẹp và thoáng mát anh chị nhá. Đấy, thì thông tin thì giá du mô đâu đó là tầm khoảng 8 đến 9 tỷ một căn. Đấy là giá du mô thôi, còn giá thực tế thì chắc tầm phải trên 9 tỷ anh chị ạ. Tại vì có những cái căn như ở lúc B9 này, hiện tại trước đây là bán cũng là 8 tỷ, 7 tỷ mấy, 8 tỷ rồi. 7 tỷ mấy, 8 tỷ rồi. Cho nên là nếu mà giai đoạn 2 thì nó cũng phải là 8, 9 tỷ trở lên. Đấy.